Công an thị xã Thái Hòa cho biết, đơn vị vừa bắt thành công hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, có vũ khí nóng. Quá trình vây bắt đảm bảo tuyệt đối an toàn. Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an thị xã Thái Hòa đã phát hiện hai đối tượng cộp cán về ma túy, gồm Nguyễn Quốc Quân, sinh năm 1996, và Hoàng Xuân Phi, sinh năm 1995, cùng trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, đang mang ma túy từ Quỳ Châu về thành phố Vinh tiêu thụ. Công an thị xã đã nhanh chóng triển khai kế hoạch, bố trí lực lượng và phương tiện tiến hành vây bắt. Khoảng 0 giờ ngày 30 tháng 7, khi các đối tượng đi trên xe ô tô 5 chỗ đến địa phận xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, thì tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành và điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào tổ công tác, đồng thời chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát. Nhưng với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, lực lượng công an đã ngay lập tức khống chế, bắt giữ thành công hai đối tượng đảm bảo an toàn, thu một khẩu súng quân dụng, 10 viên đạn, một thanh kiếm, 0,3 gam ma túy tổng hợp. Hiện Công an thị xã Thái Hòa đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Quân để xử lý theo quy định và bàn giao đối tượng Hoàng Xuân Phi cho Phòng Cảnh sát Ma túy Công an Nghệ An để phục vụ điều tra.